Mình đã từng hỏi khá là nhiều bác sĩ bên nhi đồng về cái việc mình đang bổ sung những cái men vi sinh cho con, thì hầu hết cái câu trả lời mình nhận được đó là cũng được con, bổ sung cái đó cũng được. Nhưng mà sẽ không ai nói với các bạn là cái đó tốt đó, bổ sung đi con. Hai cái đó hoàn toàn là hai nghĩa khác nhau nha các bạn. Hello mọi người, hello các bạn. Như đã hứa với các bạn trong video trước thì video này mình sẽ cùng chia sẻ cho các bạn về vấn đề bổ sung sắt, canxi, kẽm, vitamin C, men vi sinh và một số những cái loại siro cho em bé. Trước những cái thông tin mà khá là thần thánh về cái việc bổ sung vitamin, khoáng chất cho bé như một cái điều gì đó khá là bắt buộc thì đã làm cho các mẹ có con gặp những cái tình trạng ví dụ như là quấy khóc nhiều, trằn trọc, khó ngủ, chạm mọc răng, lo biết đi, con bị rụng tóc vành khăn, vặn mình, vân vân, hay đơn thuần chỉ là con của bạn đang có một cái sức khỏe bình thường nhưng mà bạn muốn bổ sung để cho con có thể cao lớn hơn, con thông minh hơn, cho nên bạn đã tin vào những cái luật quảng cáo có cánh và đã bổ sung cho con một cách rất là vô tội vạ. Những cái loại vitamin, khoáng chất hay là những cái loại thực phẩm chức năng nó đều là những cái con dao hai lưỡi, nếu như mà chúng ta lạm dụng, chúng ta sử dụng không đúng cách hoặc là bổ sung khi mà cái cơ thể thực sự không có cần thiết. Mình cũng là mẹ cho nên mình biết là nếu như có bất cứ một cái sản phẩm nào tốt thì mình đều muốn mua cho con mình, và khi mà con mình gặp những cái vấn đề này, vấn đề nọ, vấn đề kia thì chỉ cần có một cái sản phẩm nào đó mà nó có thể giúp con mình cải thiện được và cải thiện được càng sớm càng tốt thì mình lại càng muốn mua. Nhưng mà cái kinh nghiệm của mình đó là nếu như mà các bạn trước khi muốn bổ sung bất cứ một cái thứ gì vào con của mình thì các bạn hãy cân nhắc và tìm hiểu thật là kỹ càng. Để trả lời câu hỏi cho các bạn, nếu như mà con thiếu chất hoặc là thiếu vitamin thì con sẽ có những cái biểu hiện và con sẽ gặp những cái vấn đề như mình nói ở trên. Nhưng mà không phải em bé nào có những cái biểu hiện như vậy và gặp những cái vấn đề như vậy đều là do con thiếu chất và thiếu vitamin. Đây là một cái điều rất là quan trọng nha các bạn. Tại vì chỉ có một cách duy nhất để có thể biết chính xác được là con của mình có thiếu chất không, có thiếu chất gì và thiếu bao nhiêu, đó là bạn phải đưa con đi xét nghiệm máu. Nhưng mà nếu như con không gặp một cái vấn đề gì đó quá là nghiêm trọng thì tại sao chúng ta lại phải đưa con đi xét nghiệm máu, đúng không? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như mà không đưa con đi xét nghiệm máu thì làm sao chúng ta có thể biết được là con của mình có thiếu chất đó hay là không? Thì cái câu trả lời của mình đó là bạn sẽ dựa vào những cái biểu hiện để bạn có thể dự đoán được coi là con của bạn có khả năng thiếu cái chất nào đó hay là không. Ở đây mình dùng từ chính xác đó là từ dự đoán nha các bạn. Dự đoán thì có nghĩa là không chính xác được 100%, và có một số chất chúng ta có thể nhìn vào chúng ta dự đoán được nhưng có một số chất thì không. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng đến với chất đầu tiên, đó là sắt. Thông thường là khi mà các con bước vào giai đoạn ăn dặm hoặc là chuẩn bị đến giai đoạn ăn dặm thì các con sẽ bị thiếu sắt, đặc biệt là với những em bé uống sữa mẹ. Tại vì trong sữa mẹ thì cái hàm lượng sắt nó sẽ ít hơn hàm lượng sắt ở trong sữa công thức, nhưng mà sắt ở trong sữa mẹ thì lại giúp cho bé hấp thu được tốt hơn sắt ở trong sữa công thức. Một phần lý do nữa đó là tại vì đến cái giai đoạn này thì cái cơ sở dự trữ sắt bên trong cơ thể của con nó dần bị cạn kiệt, cho nên là nếu như con của bạn từ sơ sinh đến khi mà con bắt đầu ăn dặm hoặc chuẩn bị bước vào giai đoạn ăn dặm thì bạn không cần phải bổ sung thêm sắt cho con. Nói như vậy không có nghĩa là nếu như mà con vào giai đoạn ăn dặm thì bạn phải cần bổ sung thêm sắt cho con đâu. Trong trường hợp mà con của bạn vẫn ăn tốt hay ăn ở mức khá, mức ổn gì đó và con vẫn uống được sữa thì bạn không cần bổ sung thêm cho con. Nhưng mà nếu như con không ăn được gì hoặc là con cũng không uống sữa nhiều thì bạn có thể hỏi ý kiến bác sĩ. Bác sĩ có thể cho bạn ở cái liều sắt sinh lý hoặc là cần nhiều hơn. Tuy nhiên ở đây thì mình không đề cập đến những em bé mà sinh non gì đâu nha, mà chỉ là những em bé bình thường thôi. Và khi bổ sung sắt cho con thì cũng có một lưu ý cho các bạn, đó là lúc mà bé bị bệnh thì sắt sẽ là thức ăn của vi khuẩn, cho nên nếu như bạn cho con uống sắt khi mà con bị bệnh hoặc là uống những cái loại vitamin có chứa cái sắt ở trong đó thì sẽ vô tình cung cấp thêm những cái nguồn năng lượng cho vi khuẩn, làm cho vi khuẩn mạnh lên, làm cho cái thời gian mà trị bệnh của con nó kéo dài hơn và nó gặp khó khăn hơn. Cho nên khi mà bạn bổ sung sắt cho con hay những cái loại vitamin cho con thì các bạn nên nhớ xem kỹ các thành phần coi là có sắt trong đó hay không, để đến lúc khi mà con bị bệnh thì bạn cân nhắc và bạn biết coi là nên ngưng cái nào. Thứ hai là bạn canxi. Thì mình thấy có rất là nhiều sai lầm ở đây, đó là khi mà thấy con vặn mình rụng tóc hay là con cái chiều cao của con nó không phát triển được nhiều như những bạn ở chung cái lứa tuổi thì các ba mẹ lại tin vào những cái nơi bán hàng và lại quyết định mua thêm canxi về bổ sung cho con. Các bạn canxi này thì nó khá là khó chịu, nhưng các bạn không có một cái biểu hiện nào hoặc là những cái cảm tính nào để cho bạn cảm thấy là con của bạn có thiếu canxi hay là không. Những cái bác sĩ thì cũng cần phải xét nghiệm mới có thể bổ sung canxi cho con bạn được. Tại vì á, những cái dấu hiệu ví dụ như bạn thấy, ví dụ như là con của bạn á, nó không có cao lớn như những cái bạn khác thì có thể là do cái giai đoạn này của con phát triển không được nhiều như các bạn, nhưng giai đoạn sau có thể con phát triển hơn. Giống như là bạn thấy có nhiều bạn á, trong cái giai đoạn cấp 2 các bạn không cao như các bạn kia chung lứa tuổi, chung giới tính luôn, nhưng mà sang cấp 3 thì các bạn này lại cao hơn. Cho nên là cái này tùy em bé, và có thể là do ba mẹ không có chiều cao quá là vượt trội, hoặc là em bé không nhận được cái gen cao vượt trội từ ba hoặc là từ mẹ, cho nên em bé mới phát triển như vậy. Đó là điều bình thường. Thứ hai đó là hiện tượng rụng tóc vành khăn hay hiện tượng vặn mình. Đó là những cái hiện tượng sinh lý rất là bình thường với tất cả các em bé luôn, cho nên là chứ không phải có cái chuyện là con bị thiếu canxi cho nên con vặn mình hay là con rụng tóc vành khăn đâu. Riêng cái việc rụng tóc vành khăn đó là khi mà em bé còn nhỏ thì con nằm ngửa, cho nên là con sẽ ma sát ở phần sau này với cái phần gối. Và một phần lý do nữa là tại vì khi mà con không sống trong bào thai nữa, con được sinh ra đời á, thì cái lượng hormone estrogen nó bị giảm, cho nên là con bị rụng tóc thôi. Vì vậy các bạn không nên nhìn vào những cái dấu hiệu cảm tính như vậy để mà vội đi mua canxi về cho con. Khi mà bạn bổ sung canxi cho con mà trong cơ thể của con không có thiếu á, thì nó sẽ gây áp lực lên trên thận. Mà bạn cũng biết đó là mặc dù mỗi người có 2 quả thận, nhưng mà nếu như mà bị một cái vấn đề gì đó về thận thì thực sự những cái cơ quan khác ở trong cơ thể sẽ rất là trì trệ, con sẽ rất là mệt mỏi, cáu gắt và sẽ quấy khóc nhiều hơn. Với mỗi em bé bình thường thì sau 24 tháng tuổi thì những cái chức năng thận của con nó mới có thể hoàn thiện và trưởng thành được như người lớn được. Cho nên mình rất hy vọng là các bạn không mua canxi về bổ sung cho con khi mà các bạn chưa thực sự biết là con các bạn có thiếu canxi hay là không. Thứ ba đó là vitamin C. Thì có một số dấu hiệu để bạn có thể nhận biết coi là con của các bạn có bị thiếu vitamin C hay là không. Đầu tiên chắc chắn đó là bạn sẽ thấy con dễ bị bệnh nè, con bị viêm lợi, hoặc là con dễ bị chảy máu. Những cái vết thương của con thì nó khá là lâu lành. Đó là những cái dấu hiệu sơ bộ để bạn có thể dự đoán được là con của bạn có bị thiếu vitamin C hay là không. Con mình trước giờ thì không có bổ sung vitamin C theo những cái đường thực phẩm chức năng hay là những loại vitamin gì hết. Tại vì bản thân của mình thì mình nghĩ là mình không thể nào bảo vệ con mình và bao bọc con mình tránh khỏi những cái đợt bệnh được. Và mình nghĩ là nếu như mà con đã sinh ra đời rồi thì chắc chắn cái việc mà không bị cảm hay là bị những cái bệnh thông thường nó phải xảy ra để cho giúp con có thể thích nghi với cuộc sống mới. Con của mình thì hiện tại cũng đang bị cảm, nhưng mà bản thân của mình thì mình lại muốn bổ sung cho con theo những cái đường nó tự nhiên hơn. Có nghĩa là nếu như mà bạn cho con uống sữa mẹ thì bạn có thể ăn nhiều những cái loại rau xanh, trái cây gì đó. Rồi khi mà con vào giai đoạn ăn dặm thì cũng cố gắng cho con ăn nhiều những loại trái cây và rau củ để cho con có được những cái lượng vitamin C cần thiết và nó được nạp hàng ngày qua những cái đường tự nhiên nhất. Những cái lúc mà con mình bị bệnh thì thật sự là những cái ngày đầu tiên lúc mà khởi phát bệnh chắc chắn con sẽ rất là mệt. Khi mà con ngủ, con sẽ ngủ không được ngon, rồi con sẽ bỏ ăn, con sẽ bỏ uống sữa. Nhưng mà mình chấp nhận cái việc đó, tại vì mình nghĩ là mình không thể nào bảo vệ con mình được hoàn toàn cho đến khi con 5 tuổi, 6 tuổi hay đến khi là con lớn hơn. Và mình hoàn toàn chấp nhận điều đó. Đến hiện tại thì con mình mỗi lần đợt bệnh thì con cũng sẽ mệt trong một vài ngày như vậy. Nhưng mà dần dần thì con tự sinh được cái kháng thể. Và hiện tại lúc cái thời điểm con mình bị bệnh lúc này nè thì con lại dễ dàng thích nghi hơn. Và mình tin là nếu như mà mình cho con những cái kháng thể theo một cái cách tự nhiên như vậy thì con sẽ có thể thích nghi tốt hơn. Và khi mà con đi học thì mình cũng sẽ đỡ sợ là con mình nó bị bệnh hơn. Đương nhiên là ở đây thì mình cũng sẽ không đề cập đến những em bé mà đang bị những cái bệnh nó nặng hơn, ví dụ như là sốt siêu vi hay là sốt phát ban như con mình đợt trước. Những cái trường hợp đó thì chắc chắn là mình vẫn phải nhờ đến những cái can thiệp y tế thôi. Cho nên cái này các ba mẹ cứ cân nhắc, lựa chọn và làm sao để phù hợp và an toàn nhất cho con của mình. Còn với mình thì những cái đợt bệnh cảm thông thường mình đều không có cho con sử dụng thuốc. Đó là cái cách của mình và do những cái cảm nhận cũng như những cái lựa chọn của mình dành cho riêng của con mình. Thứ tư là kẽm. Thì bạn này Nếu như mà em bé của bạn hay bị những cái tình trạng ví dụ chán ăn, bỏ ăn nè, hay suy dinh dưỡng, thì khi mà các bạn đưa lên bác sĩ dinh dưỡng á, thường con của các bạn sẽ được bác sĩ kê thêm kẽm. Và hoặc là trong cái trường hợp là lúc mà con các bạn bị bệnh ví dụ như nôn ói hay gì này nọ, thì bác sĩ sẽ kê thuốc gồm có kẽm cho con để giúp cho con nhanh khỏe hơn, nhanh hồi phục hơn và có thể ăn lại được tốt hơn. Cái này thì các bạn không có cần phải tự ý bổ sung đâu, tại vì khi mỗi đợt bệnh như vậy á, thì bác sĩ sẽ tự kê, hoặc là bác sĩ sẽ dặn mẹ, hoặc là nếu như trong trường hợp con bạn bị suy dinh dưỡng á, thì các bác sĩ mới kê thêm. Cho nên cái này các mẹ cũng không có cần mà kiếm thêm những cái sản phẩm có kẽm để bổ sung cho con, mà các bạn có thể bổ sung qua đường ăn uống bình thường thì mình nghĩ là cũng rất là đủ rồi. Thứ năm đó là men vi sinh. Thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái seeding, những cái quảng cáo ở trên những cái đất mẹ bầu hay là mẹ bỉm. Tác dụng của men vi sinh thì mình nghĩ mọi người cũng biết rồi, đó là sẽ bổ sung những cái lợi khuẩn vào bên trong cơ thể để giúp hỗ trợ tiêu hóa nè, tăng đề kháng nè, giảm nôn trớ, đầy hơi, chướng bụng, đi phân đẹp, không bị táo bón, hay là tăng hệ miễn dịch, vân vân. Rất là nhiều những cái công dụng mà được quảng cáo ở trên mạng. Nghe thì rất là thích, những cái hiệu quả này thì chắc bất kỳ một bà mẹ nào cũng thích thôi, và mình cũng tức như vậy. Cho nên đó là trước những cái lời quảng cáo như vậy á, có rất là nhiều mẹ chưa sinh con ra đời hoặc là mới sinh con ra đời thì đã mua sẵn những cái loại men vi sinh rồi để cho con uống, để cho con có thể ăn ngon, ngủ kỹ, rồi con có thể khỏe mạnh, phát triển mau lớn. Nhưng mà mặc dù tác dụng của nó là như vậy, nhưng nó cũng sẽ có một số những cái tác dụng phụ, đó là đầy hơi, chướng bụng, tăng cái nguy cơ bị nhiễm trùng, có nguy cơ bị tiêu chảy, hoặc là có nguy cơ bị táo bón luôn. Những cái tác dụng phụ của men vi sinh thì bạn có thể lên mạng mà xem rất là nhiều, người ta sẽ giải thích rất là chi tiết cho các bạn. Về cái thời gian bổ sung men vi sinh thì mình thấy một số nơi người ta đang thần thánh hóa và người ta nói là bổ sung cho con dài hạn nó không sao đâu, không vấn đề đâu. Cho nên là rất là nhiều bạn bổ sung cho con trong một khoảng thời gian rất là dài, tại vì nghĩ bây giờ con đang ổn mà ngưng cái đó thì cũng sợ, mà bổ sung thì phải bổ sung theo đủ cái liệu trình. Cho nên nó là mình nghĩ cái này thì mình không có biết như thế nào, nhưng mà với riêng cá nhân mình là khi mà bổ sung một cái gì trong một cái khoảng thời gian dài trên tầm 2 tháng thì các bạn nên tìm hiểu cho thật là kỹ, tại vì có thể là do cái tác dụng phụ đó nó ít, chúng ta chưa có thể thấy được, hoặc là ngay tại thời điểm này chúng ta chưa có nhận biết được coi là nó có tác dụng phụ gì hay là không. Nhưng mà bổ sung một cái gì đó quá nhiều vào cơ thể mình thì chắc chắn chưa bao giờ là nó không có vấn đề gì xảy ra, hoặc là nó sẽ tốt được các bạn. Và nếu như nó thực sự tốt và nó thực sự là giải quyết được nhiều vấn đề thì có lẽ là các bác sĩ khi mà sinh em bé xong các bác sĩ đều phải kê rồi, nhưng ở đây các bác sĩ không có bác sĩ nào kê cho con cả. Bản thân mình thì đã từng có một khoảng thời gian mình bổ sung men vi sinh cho con, đầu tiên là của BioGaia này, sau đó của Optibat màu hồng nè, thì mình cảm thấy là với riêng cá nhân của con mình thì nó hiệu quả rất là ít, tầm đó từ 10 tới 15% thôi. Với cái hiệu quả cho cái hiện tượng nôn trớ thì mình nghĩ là có được một chút đỉnh, nhưng mà con mình thì không phải là thuộc dạng em bé bị nôn trớ nhiều, con mình thuộc dạng là mình nghĩ là rất là ít bị nôn trớ luôn. Cho nên là mình nghĩ với những em bé nôn trớ nhiều thì có thể uống những loại men vi sinh này, chúng ta sẽ khó có thấy được hiệu quả lắm. Còn về cái hiệu quả đầy hơi, chướng bụng, rồi giúp cho em bé dễ tiêu hóa hơn, thì thực sự với con mình hầu như là mình không thấy được bất kỳ một cái dấu hiệu khả quan gì hết, cũng như là cái hiệu quả trong cái việc giảm tình trạng quấy khóc của con thì cũng không có thấy gì hết luôn. Cho nên là có thể với riêng cá nhân của con mình như vậy, chắc chắn có nhiều mẹ sẽ phản bác với mình, hay có nhiều người sẽ lên phản bác với mình là con người ta sử dụng hiệu quả. Ở đây đương nhiên là mình không phủ nhận những cái hiệu quả của những cái men vi sinh này đối với những em bé khác. Có thể những em bé khác sẽ đạt hiệu quả, nhưng em bé của mình thực sự là nó quá là ít, cái hiệu quả nó rất là ít luôn. Nhưng mà mình có thể khẳng định với các bạn một điều đó là những loại men vi sinh nó không quá thần thánh như những gì ở trên mạng được quảng cáo đâu. Cho nên các mẹ phải thực sự là cân nhắc, và các mẹ cũng phải thực sự là tỉnh táo trước những cái thông tin này. Cho nên với kinh nghiệm của mình, nếu như mà bạn có một em bé đang có sức khỏe bình thường, khỏe mạnh, thì bạn đừng vội nghe lời ai mà bổ sung cái men vi sinh cho con ngay từ đầu làm cái gì hết trơn á. Còn nếu như sau này bạn sinh con ra một thời gian, bạn thấy con có những cái vấn đề như đầy bụng nè, rồi đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu gì đó, thì bạn có thể hỏi bác sĩ về cái việc bổ sung thêm men vi sinh cho con. Thật ra thì mình đã từng hỏi khá là nhiều bác sĩ bên nhi đồng về cái việc mình đang bổ sung những cái men vi sinh cho con, thì hầu hết cái câu trả lời mình nhận được đó là cũng được con, bổ sung cái đó cũng được. Nhưng mà sẽ không ai nói với các bạn là cái đó tốt đó, bổ sung đi con. Hai cái đó hoàn toàn là hai nghĩa khác nhau nha các bạn. Và cũng giống như khi nãy mình đã nói, đó là nếu như mà nó thực sự tốt và nó thực sự là giải quyết được nhiều bài toán như vậy thì tại sao các bác sĩ không kê cho con bạn, mà nó lại không có tác dụng phụ như những gì được quảng cáo, hoặc là rất ít tác dụng phụ như được quảng cáo, thì tại sao bác sĩ lại không kê? Thì cái này là một cái câu hỏi của riêng cá nhân mình thôi, mình chỉ gợi mở ra để các mẹ có thể cùng suy nghĩ và các mẹ có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Ngoài ra thì mình có một cái khoảng thời gian mà mình bổ sung thêm những cái siro giảm quấy khóc do tình trạng đầy hơi, đau bụng, colic của Mommy Bliss, dòng ban ngày và ban đêm luôn. Và mình cũng có một cái khoảng thời gian bổ sung cái loại siro giúp cho con ngủ ngon hơn, thì mình sẽ để hình cho các bạn cùng xem. Đối với riêng cá nhân mình thì thật sự các bạn Mommy Bliss đối với cái hiệu quả mà giảm đầy hơi hoặc là chướng bụng cho con thì bạn này làm rất là tốt so với men vi sinh. Nó không hoàn toàn, không trị hết hoàn toàn được đâu các bạn, nhưng mà khi con uống cái này á thì con của mình rất là dễ nấc cụm nè, rất là dễ xì hơi ra bên ngoài và rất là dễ hơi. Nhưng mà thật sự mình không có recommend các bạn sử dụng cái này cho con đâu, tại vì hồi lúc cái thời điểm mình sử dụng cái này giống như là con mình gặp vấn đề, mình có bệnh, mình vái tứ phương vậy đó. Mình tìm đủ mọi cách, mình hỏi bác sĩ nhưng mà không có một cái câu trả lời chính xác cho mình, cho nên khi đó là bạn mình mới chỉ mình mua cái này. Tại vì con bạn đó có dấu hiệu giống như con của mình ở bên nước ngoài ấy, thì có sử dụng cái này nó có đỡ hơn. Mình cũng mua theo và mình thấy thực sự là với cái tình trạng đầy hơi với lại chướng bụng thì cái này giải quyết được tốt hơn những cái men vi sinh rất là nhiều, thấy hiệu quả rõ rệt hơn. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cho con thì mỗi lần mình cho con uống mình rất là hồi hộp, tại vì cái này một lần uống cái lượng nó khá là nhiều và nó rất là gắt, mình đã từng uống thử rồi, cho nên em bé nhỏ uống sẽ rất là dễ bị sặc. Mà không chỉ riêng mình đâu, mình đọc trên rất là nhiều bình luận ở Amazon, trang Amazon á, thì rất là nhiều ba mẹ ở trên đó cũng khuyến cáo là cực kỳ nên cẩn thận khi sử dụng cái này, tại vì rất là nguy hiểm cho con. Sau rất là nhiều một cái khoảng thời gian mình suy nghĩ á, thì mình thấy là về cái hiệu quả chống đầy hơi, giảm đầy hơi và chướng bụng, cũng như là giúp cho con đỡ nấc cụm nè, rồi xì hơi được nhiều hơn, con dễ thở hơn á, con ngủ được dài hơn một chút á, thì mình thấy cái tình trạng quấy khóc của con về cái vấn đề đau bụng này nó có giảm đi nhưng nó không đáng kể lắm. Cho nên á, là mình quyết định cân nhắc là mình dừng lại tất cả để mà mình lựa chọn cái ưu tiên hơn, đó là cái sự an toàn cho con. Tại vì mỗi lần mình cho con uống mình rất là hồi hộp, đôi lúc là mình bị run tay luôn, cho nên là mình nghĩ thôi mình cùng con cố gắng vượt qua, chứ mình không sử dụng thêm những cái loại siro này cho con nữa. Còn riêng với siro giúp cho con ngủ ngon á, thì thật sự là mình cũng sử dụng cho bé nhưng mà cũng không có đạt được bất kỳ một cái hiệu quả gì luôn. Vì vậy cho nên là mình nghĩ là các mẹ cũng không cần thiết mua thêm những cái loại siro cho con đâu. Và các mẹ cực kỳ là cân nhắc và cẩn thận nếu như các mẹ đang có ý định, hoặc là các mẹ đã mua cái loại Mommy Bliss giống như mình và đang cho con uống nha. Cái này cực kỳ nguy hiểm, tại vì khi mình cho con uống có 1-2 lần con mình bị sặc và con mình đỏ mặt lên và bắt đầu mình rất là sợ. Cho nên mình thật sự là mình không recommend các bạn khi mà sử dụng những cái loại siro này. Bản thân mình cũng là một người mẹ, mình cũng rất muốn những cái điều tốt cho con, và mình nghĩ là tất cả những người ba, người mẹ đều mong muốn giống như mình. Nhưng mà các bạn ơi, cái dạ dày của con mình nó nhỏ lắm. Nếu như mà mình bổ sung quá nhiều chất cho con á, ngoài cái việc mà mỗi ngày các bạn phải nhớ có là giờ nào cho con uống cái nào, liều lượng bao nhiêu á, thì dạ dày con nhỏ, bạn cho những cái thứ đó vào người con nhiều quá thì con sẽ sinh ra chán ăn, bỏ ti, bỏ uống sữa, con sẽ rất là mệt mỏi. Và chúng ta cũng không biết coi là nếu như bạn đưa cái này đi chung với cái kia vào cơ thể con thì nó có tác dụng gì với nhau hay không, nó có tác động gì trong cơ thể của con hay không, nó có vô tình làm cho con khó chịu hơn hay không. Cho nên theo mình, nếu như bạn sinh con có một cái sức khỏe bình thường thì bạn chỉ cần cho con uống sữa mẹ hoặc uống sữa không thức. Rồi bạn muốn bổ sung vitamin D3 thì bạn cân nhắc coi là bạn bổ sung cái dạng nào, rồi bạn bổ sung sản phẩm nào, bạn bổ sung trong thời gian bao lâu, đó là quyết định của bạn. Còn cái việc bổ sung sắt nè, canxi nè, kẽm nè, vitamin C nè, hay DHA nè, thì cái đó thật sự mình nghĩ nó không quá cần thiết với trong những cái trường hợp em bé bình thường có thể ăn tốt, ngủ tốt hay là ăn ổn rồi ngủ ổn đâu. nó không cần thiết đâu các bạn. Và men vi sinh á, thì mình nghĩ á, nó cũng có hỗ trợ một phần nhưng rất là nhỏ thôi. Các bạn đừng quá kỳ vọng vô những loại men vi sinh. Và những loại siro thì mình nghĩ là các bạn cũng không cần thiết bổ sung cho con, tại vì một cái lượng sử dụng thường của những cái loại siro nó sẽ rất là nhiều ml trong một cái lần uống so với cái thể tích dạ dày của con á. Cho nên là mình nghĩ cũng không quá là cần thiết. Và mình nghĩ là có lẽ nếu như không gặp một cái trường hợp gì nó quá là đặc biệt thì cũng không cần phải mua những cái đó. Tại vì nếu như con bạn gặp những cái trường hợp đặc biệt thì cần những cái đặc trị chứ không phải là cần những cái dạng bổ sung. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có được một cái nhìn tổng quan hơn và các bạn đỡ hoang mang về cái việc phải mua những cái thực phẩm nào để bổ sung thêm cho con trước những cái thông tin rất là nhiều ở trên mạng, cũng như trước những cái sản phẩm mà mình thấy tất cả những cái chuỗi cửa hàng mẹ cả bé đang được bày bán rất là nhiều. Và các bạn cũng không cần là phải mua theo bất kỳ ai, hay là thấy ai mua cái này nên mình mua theo, hay là ai mua cái kia mình mua theo đâu. Bạn quan trọng đó là bạn phải quan sát con của mình, theo dõi con của mình và xem coi cơ thể của con của mình đang muốn nói cái gì với mẹ. Cảm ơn mọi người và các bạn dành chút thời gian xem hết video hôm nay của mình. Nếu như bạn có bất kỳ những cái thắc mắc hay là những cái góp ý nào, bạn có thể để lại bình luận bên dưới cho mình biết. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh YouTube để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Bye bye mọi người.